Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương đã tổ chức xét xử lưu động vụ án tàn trữ trái phép chất ma túy đối với bị cáo Trần Thu Thảo, sinh năm 1991, thường trú tại tổ dân phố Bon Đơn 1, thị trấn Lạc Dương. Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thu Thảo khai nhận do nghiện ma túy đá nên vào sáng ngày 25 tháng 10 năm 2016, Thảo đã điện thoại cho một người đàn ông tên Tẻm ở thành phố Đà Lạt hỏi mua 1 triệu 530.000 đồng tiền ma túy đá. Sau khi mua được hàng về đến nhà, thì Thảo bị công an huyện Lạc Dương ập vào kiểm tra, bắt quả tang trong cốp xe có 4 trong tổng số 8 lọ nhựa đựng trong hộp bìa cát tông, có chứa 4 gói ma túy đá có trọng lượng 1,77 gram, được ngụy trang cất giấu dưới hình thức là kem dưỡng da. Sau khi phân tích hành vi, tính chất vụ án và xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thời điểm phạm tội lại đang mang thai. Vì vậy, Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương đã tuyên phạt bị cáo Trần Thu Thảo 24 tháng tù tính từ ngày bắt tạm giam. Đây là mô hình chăn nuôi mới được ngành nông nghiệp huyện Di Linh triển khai mà hộ gia đình ông Võ Lâm, thôn Gia Lành, xã Gia Hiệp áp dụng. Với sự phát triển của bò và giá tiêu thụ như hiện nay, ông Lâm phấn khởi và kỳ vọng vào mô hình kinh tế này.